Đấy, hàng này mua bên Trung Quốc về. Sợi virus này mình sẽ dùng cồn để lau. Đấy, chết hết virus rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn mở một hộp hàng giá rẻ mình đã mua trên Shopee. Đây, lại túi màu bạc này thì vẫn là shop nước ngoài luôn. Mình có mua đó chính là trục cánh quạt, tức là cánh quạt cho cano FT009 đấy. Và trục lắp của nó FT009 đấy. Giá của nó là 51.000 và được hoàn lại 20.000 xu. Như vậy là mình mua này khoảng có 30.000 thôi. Mình sẽ cùng với các bạn mở ra. Trục lát này mình mua với giá là 45.000. Có ngày giá là 15.000. Và mình đã sử dụng mã giảm 5%. Cái này là 41, cái này là 16, là 57.000. Và mình đã dùng mã của shop và mã của Shopee. Và dùng cả Shopee Su thì còn lại 51.000 thôi. Về shop nước ngoài thì thường thường người ta sẽ chia 50.000 sẽ được free ship. Mình mua hàng này 51.000 và được free ship này. À, mình cũng có một cái mua từ trước nữa, cũng giống nhau thôi, FT009. Mình mua này về là để tiếp tục chế cano này, chế từ motor 180, motor 540, motor 370. Mình sẽ bỏ cái đầu này đi và gắn nó vào đầu kia một chương. Mình cũng sẽ chuẩn bị ra video chế trục lắp từ trục lắp cano này, các bạn sẽ cùng đón xem. À, chuẩn bị đây. Với cano trước mình chế đây, mình dùng cái lắp của FT012. Motor này là cũng giống như motor FT009 luôn này. Tuy nhiên cái lắp này nó dài quá nên là nó chạy nó không được tốt cho lắm. Thế nên mình sẽ mua cái lắp FT009 này, nó ngắn hơn thì chạy nó sẽ chuẩn hơn. Mình sẽ chuẩn bị làm, các bạn cùng đón xem. Các bạn cứ lên Shopee và kiếm shop nước ngoài thì rẻ, giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều và hàng nó cũng chất lượng. Sẽ chặt ốc này vào là được rồi. Tại chúng ta có một cái lắp cano. Về cái phần đầu này là của FT09. Phần motor sẽ gắn một cái đế nhựa nó to to như này. Đây mình sẽ cắt bỏ cái này đi và gắn trực tiếp vào trục lắp là được. Video như hôm nay chỉ có vậy thôi. Chào tất cả các bạn. Các bạn cùng đón xem mình sẽ chuẩn bị chế một cái lắp cano.